Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết quả xét nghiệm PCR sáng ngày 19 tháng 10 phát hiện 6 ca mắc mới. Thành phố Trà Vinh 3 ca, khu cách ly ký túc xá Đại học Trà Vinh 2 ca, bệnh viện giả chiến số 1 1 ca, tất cả làng người ngoài tỉnh về địa phương. Tính đến sáng 19 tháng 10, Trà Vinh đã có 1.915 bệnh nhân COVID-19, số được điều trị khỏi là 1.514 bệnh nhân. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung 12.703 trường hợp cách ly tại nhà nơi cư trú 979 trường hợp.